Thưa quý vị, trong khi miền Trung đang phải đối mặt với những trận mưa lũ lịch sử, thì ngoài khơi Philippines lại đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, dự báo sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Ngoài phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh ở Trung Quốc đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão mới, khiến diễn biến về bão trên Biển Đông những ngày tới sẽ rất phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông của Philippines. Dự báo áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 16-17 tháng 10, di chuyển vào Biển Đông, khả năng cao trở thành cơn bão số 6. Bên cạnh đó, hiện một bộ phận không khí lạnh ở Trung Quốc đang có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, nên không khí lạnh khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão số 6 sắp tới, khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông những ngày tới còn rất phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 1 năm 2023, với xác suất khoảng từ 80-90%, nên tình hình mưa bão dồn dập sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại miền Trung.